Nè Hữu với Nhan đỡ đây nè. Hả? Hiểu chưa? Không. Không thấy thằng bạn tôi đâu không? Mất tiêu rồi. Thành lắm hả? Khoan giờ kiếm đi nha, gắng chịu đi. Tôi cúng cho. Sáng chờ chút đi. Chắc là lạnh lắm rồi mà bác ơi. Mà làm sẽ ấy đi nha. Chạy xíu nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Nam Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Bồ Tát, Nam mô Thích Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô các chư vị chư thần ở đây hỗ trợ con giúp cái dòng này nha. Rồi tôi đuôi ra nha. Rồi dùng đi. Dạ, Lâm Nghĩa TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám mà này, mà trở lại khu vực này. Đây, khu này và hôm này có cái con ma da nó, thì Lâm đã giúp được một con ma da đó về chùa rồi. Đó, tiếp tục Lâm hôm nay trở lại, Lâm sẽ tìm kiếm thử coi có con ma da nào không. Trời, có mấy con bò bên đó hoài không biết. Hồi chừng ma da lâu tụi bay bây giờ nữa. Nay núi ngập quá trời, giờ Lâm sẽ đặt các bạn nghi thức và gọi ma da này ra để mà mình sẽ giao tiếp và trò chuyện với ma da này, và cũng thông báo cho ma da này biết là mình đã giúp cho cái bạn của ma da này về chùa rồi, thì thử coi nó có chịu đi theo bạn nó không nha. Bây giờ thì bắt đầu video thế nào mời ông bác theo dõi nha. Em tìm cái góc nào lấp đầm nha mời ông bác ha. Mưa nó lầy không ông bà bác ơi. Làm mà không biết đặt cái vị trí nào. Chắc là mình sẽ đặt cái vị trí này đi. Gần cái mức nước này. Mình đặt ở đây nha. Đây mình có đem cơm nữa nha bà bác. Cái đèn khói nhang luôn nha, đủ hết nha. Quá trời kiến mà bác. Ôi lá, xin chào. Xin chào. Lạnh lắm hả? Lên đi đó. Lạnh lắm hả? Xích tôi đây đi. Nè Hữu với Nhan đỡ đây nè. Hả? Hiểu chưa? Không. Không thấy thằng bạn tôi đâu không? Mất tiêu rồi. Thành lắm hả?
con vợ kiếm thì nghe gắn chịu đi, tôi cúng cho sáng chợ chút đi. Chắc là lành lắm rồi bà bác ơi, bà Lâm sẽ mấy đi nha. Chạy xíu nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Bồ Tát, Nam mô Thích Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô các chư vị chư thần ở đây hỗ trợ con giúp cái dòng này nha. Rồi tôi lui ra nha, rồi dùng đi, nhớ ra dùng đi nha.
Thank you.
Rất nhiều
chiều. Tiện bà bác ơi, bây giờ Lâm sẽ gọi con bà già này ra, xong rồi cái mình trò chuyện, mình hỏi nó ra có cần cái gì mình giúp nó. Có phải bạn của bà già hồi trước không? Mà nãy giờ không biết có chứ hiện không bà bác. Cứ kêu lại bà già ơi, cái dùng bánh trái tôi rồi thì tôi nên đi giúp bà già, giống như bạn bà già vừa qua tôi giúp về chùa, đừng có sợ nha. Ê, hey, xin chào nha. Tôi xin chào. Ôi ôi, lạnh lẽo đó khác lắm hả? Tội nghiệp quá trời đất đi. Có phải Mai Gia bạn của ông Mai Gia bữa trước không? Bây giờ lại kiếm bạn mình nãy lúc nói đó. Bạn ông là tôi giúp về chùa, tôi lạnh tôi hiện là cho lên bờ rồi. Được sưởi ấm, ấm nồi giống gì rồi. Mai Gia có thể kể tôi nghe tại sao hai người lại chết và đồng hành cùng với nhau không? Không là ai? Tôi hả? Tôi là Pháp Sư Sứ Thừa Siêu, chuyên đi giúp đỡ nhân linh lang thang nói khác và những cái con ma gia với ông nha, chết lâu năm lạnh lẽo nói khác đó, có cần giúp đỡ gì không? Có cần gì nói tôi giúp. Tôi Đúng vậy, ở chiều lạnh lẽo đó khác mấy chục năm như vậy, có phải chết lượt với người bạn của Mai Gia không? Đúng, tôi chết lượt. Thì câu chuyện cũng giống nhau đó ha, hay là khác với nhau? Giống nhau, tôi nó đi học về chết ngay 20 năm rồi. Học về hay là rủ đi chơi. Thế là cái con lông cát có thằng nước, hai thằng đậu thua chơi, nhưng hố sâu anh chợ chim chết. Bây giờ thì tôi giúp bạn của Mai Gia về cái ngôi chùa Tu Lanh Tu Hiền rồi, thì Mai Gia có muốn theo bạn mình để mà được tu và học Phật và mau chuyển kiếp thành người, chứ là Mai Gia đó là mấy trăm năm cũng vẫn là Mai Gia đó. Hôm nay thì tôi có duyên lành mấy bữa nay được gặp Mai Gia thì tôi giúp bạn rồi, giúp bạn của Mai Gia rồi, hôm nay tôi sẽ giúp Mai Gia luôn. Mai Gia có đồng ý là tôi giúp
về chùa chung với bạn mình để mà tu lành tu hiền, chuyển kiếp đầu thai trở thành con người. Không muốn làm ma, có muốn làm ma như vậy hoài không? Không. Vậy thì tôi sẽ không nói về ngầm nhiều, chắc Mai Gia rất là lạnh rồi. Thì thôi, tôi cũng không hỏi về gia đình. Đại khái tôi giúp Mai Gia thì giúp thẳng Mai Gia thôi, không hỏi nhiều. Thì thôi, giờ tôi sẽ làm mối thực cho Mai Gia về chung với bạn, về ngôi chùa tu với bạn mình thì có thức ăn đầy đủ. Bánh trái gì ở chùa ta đều có hết. Như vậy ha. Tôi trở lại đây là tôi kiếm bạn. Rồi lấy lô mất tiêu mà. Đã đi rồi, đưa về chùa rồi. Tôi gặp ông là ông nấu tôi cũng biết. Chứ tôi kiếm đó. Hai ngày nào ở đây tôi là kiếm làm lẹo quá, không biết nó đi đâu. Hôm trước tôi cũng thấy nó dùng đồ khúng mà. Nó cho tôi mấy cái bánh, nó kêu tôi đi đi. Nó có phần này của ta. Đúng rồi, thì đợt đó tôi là cái người cúng cho vong đó, phải không? Mãi bạn tôi cứ cho tôi mấy cái bánh rồi tôi là xuống nước lại. Thôi bây giờ thì tôi giúp vong đi ha, như vậy ha. Thôi cảm ơn ông gì sư, ông pháp sư hả? Cảm ơn rồi. Rồi, cảm ơn. Sao chữ Nam Mô Địa Phật tôi đưa dòng đi nha. Đó gì đó tôi cho tốt, không trở thành kiếp ma gia nữa. Và thân hình ông cũng khá là đẹp nên là tôi không cần thẩm mỹ. Như vậy thì đưa về luôn nha ha. Ôi cảm ơn ông. Gặp kiếp ma gia là khổ cực lắm, lạnh lẽo lắm. Không có ai cúng cho ai. Nhờ ông tới đây. Ai là tôi, bạn tôi được cúng, ăn được. Ông còn ở vô chùa, cảm ơn quá nhiều. Thiện bà bác ơi, hôm nay giúp thêm một cái Mai Gia nó mừng quá. Nói chung là bạn của Mai Gia này cũng hiền, chứ nếu mà giữ là trứng không chịu đi. Mai Gia là lì chúa luôn đó mà bác. Rồi, video làm sẽ kết thúc tại đây. Hẹn bà bác những video tập tiếp theo. Giúp đỡ những mình lang thang khác, làm sẽ tìm con sông này kỹ, con sông này cũng khá là dài đó. Tìm kỹ thì về phòng Mai Gia nó mà nãy Lâm quên hỏi. Thôi, từ Lâm sẽ tìm kiếm giúp đỡ ở dưới đồng bằng, dưới nước nhiều hơn cho bà bác chia sẻ xem nha. Chào bà bác nhé.